Rồi, Thanh Toàn chào cả nhà nha. Thì hiện tại Thanh Toàn đang ở trên phà. Thì phà này là phà hình như là phà Đại Ngãi, rồi qua một cái cồn, rồi tiếp theo một cái phà nữa không vậy. Thì giờ bắt đầu đi đi qua Trà Vinh. Thì mới vừa cưa xong những cây cao vua á, cây cao vua bên Sóc Trăng, bây giờ bắt đầu đi qua Trà Vinh để tiếp tục cưa ở bên cây còng đó quý vị, cây còng mà ba mình bị ong đánh á. Thì bây giờ tiếp tục quay lại đó để cưa, có giờ còn mấy cây dừa với cái gốc còng đó quý vị. Thì mời quý vị khán giả cùng theo dõi là nhóm của mình và Ba Tùng sẽ cắt những cây đó như thế nào. Thì nhóm của Toàn gồm có 7 người, thì bên dưới đứng 6 người ở gì đang xem ảnh hay gì đó, để mình xuống dưới mình quen thôi. Vậy đây thì nãy mình cứ đứng giới thiệu cho anh đó quý vị. Thì ba mình nè, hôm nay mắc mưa quá trời luôn. Sực lông nhím rồi. Đi từ Sóc Trăng qua, giờ đi qua phà, đi qua Trà Vinh. Đấy, hàng trăm cái chỗ đi xuyên nhím rồi. Dạ. Được hai cái phà rồi. Đấy là cái phà. Phà Đại Ngãi. Phà An Thạnh. Đây kênh hai lúa nát nè, tài xế trả mình. Đây là hai lúa Tiền Giang. Rồi, rồi chào cả nhà. Thanh Toàn chào cả nhà nha. Thì hôm nay Thanh Toàn có mặt tại chùa Trà Sắt, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, để tiếp tục cưa cái cây còng nữa quý vị. Thì hồi nãy giờ có đào cái gốc cây còng ở chỗ đó rồi đó, thì đào sâu xuống để lấy được 2 mét nha quý vị. Thì bây giờ đang chuẩn bị máy móc để chút xíu nó sẽ leo lên cắt cái phần đọt bên trên. Thì cái cây còng này thì đợt vừa rồi thì ba mình bị ong đánh. Thì bây giờ sẽ hôm nay sẽ quay lại và cắt. Thì tối là đi từ bên Sóc Trăng qua bên Trà Vinh nhớ gì, đi qua hai cái phà. Bây giờ đang chuẩn bị để cắt đó. Rồi mời quý vị khán giả cùng theo dõi là ba mình sẽ cưa cái cây như thế nào hết. Thì bây giờ bắt đầu cho bác Thủ với chú Dũng mình chặt và đạo, với con ba mình sẽ leo lên trên cắt bớt những cái nhánh bên trên không có gì, cho đừng có bị hư cái thân cây.
hôm nay thì đang bão nên là cái cây leo lên rất là trơn luôn á gì. Hiện tại thì trời đang sắp mưa nên là trời rất là tối. Quý vị xem thông cảm nha. Nguyên khúc bự luôn. Khủng luôn. Có thể là sẽ xuống chắc nguyên khúc dài luôn đó quý vị. Hôm ba mình tụt cái khúc này rất là lẹ luôn, hôm nay tụt hơi chậm nè. Tại hả mà ông chích nên là phải xuống tranh thủ xuống. Em mưa tới đứng. Mà hả mà vừa cầm máy cưa mà vừa tuột xuống nữa, không có dính dây nữa quý vị. Giờ sẽ đeo cái bộ móng lên để leo lên cắt khúc xuống ngầu vậy. Hình như là cắt khoảng 2 khúc ạ. Thank you.
Đây là các cái khúc này rớt thằng nào quý vị. Quá trời bự luôn. Lái xe quay quay cái wow, quá đẹp luôn. Cái lỗi trong này nó gì? Cái lỗi này khoảng 30 35 á. Này, cái đeo cái giác cái phần giác của nó nè. Còn nguyên phần đen này nó đã lỗi, nhìn y chang hoa hồng luôn. Giờ sẽ leo xuống nè. Miếng này nó sẽ bự hơn
gấp hai lần cái lưỡi cưa và niêm vô cho nó hỏng, nó hở lên như này đó, rồi đừng bị hiếp cái miệng nha quý vị. Bây giờ tôi dùng tới con rotary rỡ 872 để cắt hạ cái góc này. Quá lục rồi. Quá cơ mấy ông cầu vua. Lục chạy rồi, quên vũa. Phải cứu hồn đi nè nè. Đưa đưa mấy hung đó luôn à. Đúng rồi. Thì đã vũa xong rồi, bắt đầu cắt đó. Nãy giờ vũa xong rồi, cắt hơi lệch rồi. Đây để chim vô để cho đừng có bị hiếp cái miệng nha quý vị. Và cá sẽ cắt thẳng qua luôn, không cần mở miệng. Như vậy thì sẽ không bị mất cây. Mới đổi hai miếng khác to hơn.
hơi trên rồi, hơi trên cái mí rồi. Tại bà mình đứng không tới nên là phải cắt nó hơi bị nhẹ chút nữa vậy. Đây nó có hai cái giống kiểu hai cái nhánh nè, nó có hai quần nè, rất đẹp luôn cái gì. Quá trời cái lỗi luôn. Chìm cái lá đó vô để cho cái bô nó đừng thổi xuống đất và không bị văng cái gác lên cái lan không quý vị. Quá khói. Lấy cái lưỡi giá kìa. Còn dính cái gì chút đó. Chưa đứt ông ơi. Kéo. Thấy không, có chút xíu rồi. Rồi nằm ở trong cây nữa. Thôi thân cây luôn. Hồi đó nó còn nhỏ nên bây giờ nó ép cái rễ. Nó cắt theo cái rễ đó nè, đục nè. Nó ép theo cái rễ đó nè. Cát nó còn đó. Nhớ ông Dũng dở. Quá cát. Vậy là lấy không được rồi ấy. Nó có bảo là nó ấy cái rễ đó. Cái rễ bọng chứ không phải bọng đâu. Cái rễ chứ không bọng. Có cát nguyên gỗ này. Cắt vô cát là y chang cắt vô cục đá vậy đó. Nó nhán lửa vậy đó quý vị. Các đoàn sẽ dùng cái xuỉn để xuỉn bớt ba cát ra. Quá trời nhiều luôn rồi. Thử rồi xuống tới đó rồi bao nhiêu mét nữa quý vị. Ngay chỗ đó là 1 mét đó. Không đủ rồi. Giờ sẽ bắt đầu lấy cái làm chích vô đó đó.
tới luôn vậy. Chắc phải cho con cái khẽ trước mới đút được cái làm nó vô. Tại cái máy nó mạnh dữ lắm, nó giật mình đi luôn. Giống như là mồi vậy đó. Lấy nước đổ vô cái lỗ này. Cát nó bự ngay kìa. Có vàng không Thủ? Nói nhẹ nhẹ ít ít hả? Wow, cầu của nó chào con kìa. Chế vô miếng nữa không?
nào hư máy luôn. Thì nãy giờ đã moi được cái lỗ này rồi và cắt được cái ghế rồi đó. Giờ tiếp tục sẽ cắt cái gốc tiếp.
Đây là cái ghế vàng của du khỉ này. Ơ, tại tôi chưa tả. Quá, thật có lỗi không? Ừ, có lỗi. Thấy gì ngon lành không? Thấy xuất cơ không? Ăn cơm. Đã đói đi. Ăn cơm. Vừa tới cái mí luôn ha. Đây giờ chút xuống nữa là nó vô luôn á. Cát quá, cát. Đây nó vô một chút cơm. Đây, đây đòi lại nè. Ờ, rồi, đúng ngay mét. Đúng bon luôn, vô không? Lại lấy gì lấy là như là vậy mới đủ á, chứ nếu không không đủ á. Nhưng mà lấy trên nữa thì nó ngay cái kẻ thì nó lép xẹp ở đâu ra miếng giá nào. Đây 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 con. Dạ dạ dạ. Để đó đây đi. Coi luôn ha. Giờ sẽ cắt cái khúc này cái nữa là xong rồi quý vị. Vậy là xong. Lấy đây. Nè lấy đây nè, con này nè, vậy á, mình cắt mình đang giang xuống á. Và cái này nó mới đủ thước tất cho người ta xả giang, chứ mà hồi nãy mà lên trên cao quá thì nó lên trên đây nó trên càng lên thì nó càng tính như kẻ tay mình đó. Nó xuống nó mới được về phải không? Là mình xài được làm 3-4 giang rồi. Mà hả không đào xuống dưới là nãy lấy thuốc trên này nè, thuốc trên này nè thì đâu nó meo quá nó không có mỏng chánh nè, vậy nó mới đạt. Ô bị kẹp nè. Nó mua kẹp mình đừng dưới nắm đuôi nữa. Đây không một kẹp nào, bóc cái đuôi nữa. Chui rồi cái da cây rồi. Ở đây nó hòn gan cưa luôn ơi. Đây. Rồi, như vậy Toàn cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị khán giả vào video tiếp theo của Toàn nha. Rồi, bye bye quý vị.